chào thầy cưới, chào chị Diễm, chào chị Hoa, chị Amen. Thiên Ương, Chào giúp sư chị Thiên Vũ. Ân. Dạ. Dạ. Yeah. Dạ, chào chị. Mọi người đều nghe ân tốt hết hả? À, nghe rõ lắm. Dạ. Chú Ban Phước. Dạ. Ok, vậy tối hôm nay thì chúng ta học tiếp tục cái bài kế tiếp là bài thứ năm trong nếp sống cơ đốc thời Tân Ước. Thời Tân Ước là cái thời mà khi mà Chúa Giêsu hoàn tất công việc cứu chuộc trên đất, rồi từ đó, từ thời các công việc các sư đồ cho tới ngày hôm nay là vẫn còn là thời Tân Ước, tới kéo dài cho tới ngày mà Chúa trở lại để đón tiếp hội thánh của Ngài. Như cái điều này là cái bài mà học mà buổi tối hôm nay ăn chia sẻ là môn học cái tựa đề là giải cứu hay là giải phóng, thì nó là cũng một phần trong những ơn phước mà Chúa Giêsu ban chúng ta khi Ngài hy sinh trên thập tự giá để Ngài ban chúng ta. Chúng ta biết là bốn cái bài trước mà anh có chia sẻ là sự cứu rỗi, là tiếp nhận Chúa Giêsu nhận được sự cứu rỗi, rồi báp têm Đức Thánh Linh, là để báp têm Đức Thánh Linh chúng ta phải có sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ, rồi sự thạnh vượng là một trong những cái ơn phước đó, rồi cái bài thứ tư đó là chữa lành thiên thượng, rồi ngày hôm nay đó là giải cứu hay là giải phóng. Nên cái bài này cũng có cỡ 7 câu kinh thánh mà anh cũng sẽ nhờ mỗi người đọc một câu trong khi anh chia sẻ cái bài học này để chúng ta cùng học chung với nhau. Cái câu kinh thánh đầu tiên á là Colossae đoạn 2 từ câu 13 tới 15. Cái câu này chắc anh nhờ mục sư đọc ha. Rồi mục sư viết, chắc viết xuống hết luôn cái rồi trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18. Khải Huyền đoạn 1 câu 18 em nhờ thầy Vũ đọc được không? Thầy Vũ đã Được rồi, dạ được rồi. Khải Huyền đoạn 1 câu 18 thì Vũ. Rồi Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 6 tới câu 8. Con nhờ thầy cứ đọc giùm con Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 6 tới câu 8 nha. Dạ. Rồi Mác đoạn 16 câu 17, em nhờ chị Quỳnh Hoa nha. Chị Quỳnh Hoa có nghe không? Em nhờ chị Diễm đi. Ok, chị mở lên không kịp. Dạ, ok. Mác đoạn 16 câu 17. Ok. Mác đoạn 16. Rồi Gia Cơ đoạn 4 câu 7, em nhờ chị Diễm nha. Yes. Rồi Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27 là thi vị đọc. Rồi ăn sẽ đọc cái câu cuối là Roma đoạn 6 câu 14. Chị Gia Ấn Cơ đoạn Ấn 4 không ấy anh. Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Qua nãy thì ok. Tivi là Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27. Còn ăn là Roma đoạn 6 câu 14. Rồi, bây giờ để mục sư post cái loạt kinh thánh này vô vô trong đây rồi. À, tới ai đọc thì đó sẽ biết cái phần của mình ha. Trong khi mục sư ấy thì em xin phép cầu nguyện. Trời, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ quyền năng, là danh mà Ngài ban cho chúng con để chúng con nhận được sự cứu rỗi Trời, và mọi lời hứa khác, mọi ơn phước khác mà Ngài ban cho mỗi một chúng con khi chúng con nhận biết Ngài Trời. Cảm ơn Chúa cho lẽ thật của lời Ngài luôn luôn là ngọn đèn cho chân chúng con, là ánh sáng cho đường lối của chúng con Trời. Và chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là ánh sáng cho đời sống chúng con khi chúng con đi trong thế gian tối tăm này. Ngài kêu chúng con ra khi Ngài cứu chúng con chơi. Buổi tối hôm nay xin Ngài cắt đi những sự mệt mỏi, những điều gì ngăn trở chúng con được kết nối với Ngài. Xin Ngài thêm ơn thêm sức cho mỗi một chúng con, cho chúng con có sự khôn ngoan thông sáng buổi tối hôm nay để chúng con học hỏi lời Chúa. Lời Chúa nói rằng trong các ngươi có ai kém khôn ngoan hay cầu xin thì Ngài sẽ ban cho một cách dư dật, không trách móc, không phiền muộn gì trời. Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi tối hôm nay, cho sự nhóm họp của chúng con qua lớp học kinh thánh qua Zoom này, và chúng con biết rằng Chúa luôn luôn ở với chúng con, bởi vì hơi
hai ba người nhóm họp lại nhân danh Chúa thì Chúa hiện diện chúng con, Chúa về chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, ok. Vậy là một xong bắt đầu đọc giùm em cái Colossae phần 2, câu 13 tới câu 15 ha. Dạ. Vâng. Bây giờ mình bắt đầu đọc đây. Câu 13 cho đến câu 15. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Amen. Amen. Dạ, cảm ơn một sự đồng. Ở trong cái đoạn này thì chúng ta thấy rằng cái sự hy sinh của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá là hủy phá công việc của ma quỷ. Nhất là chúng ta để ý trong câu 15 á, Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị các thế lực. Chúng ta biết rằng quyền thống trị là tiếng Anh là authority hay là thế lực là power, mà chúng ta biết rằng ở trong Ephesians đoạn 6 câu bắt đầu từ câu 10 trở đi á, thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta lời Chúa dạy chúng ta là đánh trận không cùng thịt và huyết, phải không, cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà tối này. Thì trong đây chúng ta thấy rằng qua lời của Chúa ở trong Colossae đoạn 2 từ câu 13 tới câu 15, thì trong câu 15 chúng ta thấy rằng Chúa cũng nói Chúa hủy phá những giấy nợ hay là hợp đồng á. Có nghĩa là khi mà một người mà có một cái hợp đồng với cái người khác mà cái người đó không có khả năng để trả được á, thì cái người đó mắc nợ, phải không? Thì là cái người đó ở dưới cái quyền của cái người về chủ nợ. Thì chúng ta thấy á, đối với loài người á, là con người là ở dưới quyền của ma quỷ. Chúng ta thấy rằng nhất là trong dân nhất đoạn 5 câu 19 bày tỏ chúng ta rất rõ ràng là chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là những người biết nhận biết Chúa thì thuộc về Chúa, nhưng mà cả thế gian dưới quyền của ma quỷ là liên hệ tới vấn đề là con người ở dưới ách của nó, là nô lệ, là tội lỗi, bởi vì tổ phụ chúng ta phạm tội là Adam, tổ phụ chúng ta là Adam phạm tội á, thì cái tội lỗi đó nó di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác và ở dưới quyền của nó. Và chúng ta thấy rằng đó và Chúa chúng ta là Đấng đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ, không hủy phá cái những cái hợp đồng mà con người giữa con người và ma quỷ, thì Chúa hủy phá nó. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã phế bỏ các quyền thống trị của nó và thế lực của nó, và dùng thực tử giá chiến thắng chúng và biêu chúng ra giữa thiên hạ. Là Chúa, cái công việc của Chúa làm á là rất là rõ ràng. Ngài bày tỏ cái sự hy sinh của Ngài ra giữa thiên hạ, chứ không phải Ngài làm trong một cái chỗ bí mật, mà cái sự chết của Ngài là cả thế giới ai cũng biết, và điều này đã ghi chép vào lịch sử và chúng ta cũng biết điều đó. Và chúng ta thấy rằng qua cái sự hy sinh của Chúa Giêsu á, là Satan á, là ma quỷ á, là bị đánh bại rồi. Rồi chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã thể hiện cái sự chiến thắng của Ngài qua Satan và bè lũ của nó. Chúng ta thấy rằng thế giới tối tăm á, nó có cái sự mà giống như là thứ tự, giống như là nó có bè lũ, chứ không phải là chúng ta không phải là chỉ có một cái Satan một mình nó thôi. Nhưng mà chúng ta biết là nhất là trong sách Khải Huyền bày tỏ, chúng ta biết rằng khi mà Satan sa ngã là nó kéo 1/3 thiên sứ đi theo nó, và chúng ta biết như vậy. Và cái sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá là hủy phá công việc của ma quỷ và Satan. Và chúng ta thấy điều này trong Khải Huyền đoạn 1 câu 18. Xin thầy hồi nãy là thầy Y Vũ đọc giùm em câu đó. Dạ em đọc ạ. Là đấng sống ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời
cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúng ta thấy rằng cái sự hy sinh của Chúa Giêsu trong câu này cho chúng ta thấy rằng Chúa đã lấy lại cái quyền, đúng không, để trị. Chúng ta biết rằng khi con người sa ngã thì con người trao cái quyền để thống trị thế giới này, giống như là khi mà Chúa tạo dựng lên loài người á, thì Chúa ban cho loài người cái quyền để thống trị thế giới. Nhưng mà khi mà loài người sa ngã thì loài người trao cái quyền đó cho ma quỷ. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu đến, Ngài hy sinh để mua chuộc nhân loại á, thì Ngài lấy lại cái quyền đó. Nên khi mà ngày hôm nay khi mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu á, là chúng ta được sở hữu cái quyền đó, vì chúng ta là con cái của Ngài, giống như ở trong Văn đoạn 1 câu 12 nói là nếu mà ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời á. Chúng ta biết rằng chỉ có con cái mới thừa hưởng những cái cơ nghiệp hay là cái của giống như là của người cha để lại thôi. Mà khi mà Chúa, chúng ta thấy Chúa rất là yêu chúng ta, khi chúng ta dân Do Thái là dân được lựa chọn nha, nhưng mà họ trong chương trình của Đức Chúa Trời thì dân Do Thái từ chối Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Thì trong chương trình đó thì cái sự cứu rỗi đó là cho cả thế giới, đó là cách Đức Chúa Trời làm để cứu cả nhân loại. Và chúng ta thấy rằng chúng ta là những người ngoại mà chúng ta được ghép vào, và chúng ta như trong Kinh Thánh, ở trong nhất là ở trong Roma đoạn 8 cũng bày tỏ chúng ta rằng khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh là đấng giống như là ban cho chúng ta một tấm lòng là muốn gọi Đức Chúa Trời là cha, chúng ta là người con. Mà cái tiếng Anh có thể là nhiều khi dịch là sonship là có nghĩa là con trai, nhưng mà ở trong trong Thuộc Linh á, cái nó không có phải là theo giống như là con trai hay con gái. Chẳng hạn như là chúng ta thấy khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng loài người, người nam và người nữ, và Ngài gọi đó là man. Man là giống như là nhân loại. Chúng ta thấy rằng nên nhiều khi mình đọc Kinh Thánh á, mình cứ nhìn mắt thường, mình cứ nghĩ rằng á là chẳng hạn như là Adam á là man á, là người đàn ông. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh, Chúa nói là Chúa tạo nên loài người có người nam và người nữ, và họ được gọi là nhân loại. Nhân loại là bao gồm tất cả mọi người, nam lẫn nữ luôn, không? Thì mà chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký, chẳng hạn như đoạn 1 câu 27 hoặc là đoạn 5, bắt đầu từ đoạn 5 chúng ta cũng thấy điều đó. Nên khi mà đó là cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm, đã hoàn tất, và Ngài đã hoàn tất công việc cứu chuộc, thì Ngài nắm cái chìa khóa trong cái câu Thái Quyền đoạn 1 câu 18 là đấng ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Nên khi mà ai ở trong Chúa Giêsu Christ á, người đó người đó có sự sống đời đời. Đối với loài người nếu mà không có tiếp nhận Chúa Giêsu á, là họ bị chết hai lần. Họ chết đời này và đời đời ở cái nơi mà giống như là hỏa ngục, là cái nơi mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho ma quỷ, mà những ai thờ phượng nó thì cũng phải ở chỗ đó chung với nó. Nhưng mà đối với chúng ta là những người tiếp nhận Chúa thì chúng ta cái sự chết thứ hai chúng ta không có đối diện, bởi vì chúng ta sẽ gặp Chúa, bởi vì chúng ta ở với Chúa luôn luôn như là lời hứa của Chúa. Chúng ta hiểu điều đó là cái điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì đối với kẻ thù ma quỷ chúng ta với sức riêng của chúng ta không có thể thắng hơn nó được. Và đó là lý do chúng ta cần phải biết ơn Chúa rất là nhiều. Khi mà ở trong Thi Thiên bày tỏ chúng ta biết rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến con loài người là chi mà Chúa quan tâm đến nó, phải không? Chúng ta thấy rằng chúng ta là tạo vật của Chúa, chúng ta không là cái gì hết đó, mà Chúa rất là yêu mến chúng ta, rất là yêu thương chúng ta, và Ngài đã xuống trần gian này trở nên loài người thấp hèn giống như chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta thấy khi mà chúng ta nghĩ về cái tình yêu của Chúa rất là lớn lao, mà nhiều khi chúng ta không thể hiểu được những chuyện Chúa làm, những phước hạnh mà Chúa ban chúng ta, thì càng nghĩ đến thì chúng ta càng phải học để yêu mến Chúa hơn và hầu việc Chúa nhiều hơn, bởi vì những cái điều mà Chúa làm chúng ta, tự nhiên chúng ta không có xứng đáng để chúng ta nhận tất cả những điều đó, mà đối với cái quyền lực mà kẻ thù ma quỷ chúng ta không thể thắng hơn nó được, chỉ có Chúa là đấng thể giúp chúng ta thôi. Nên khi chúng ta biết vậy thì chúng ta phải nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Dạ. Thì cái câu kế tiếp là Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 từ câu 6 tới câu 8.
Dạ, con nhờ thầy cứ đọc. Dạ, tôi xin đọc Côrintô nhất đoạn 2 câu 6 đến câu 8. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự màu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Amen. 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 Dạ, cảm ơn thầy Cứ. Khi chúng ta đọc ở trong cái đoạn này á, có nhiều khi cái bản dịch á mà chúng ta đọc á, nhiều khi chúng ta thấy có thể hiểu cái ý có thể không có rõ, nên đối với anh thường thường anh đọc kinh thánh á, anh hay so nó với cái bản tiếng Anh để chúng ta biết, để anh thấy cái nhiều khi cái tiếng Việt của anh cũng không có rành, không rành nhiều. anh thấy anh đọc tiếng Anh đó thì anh thấy anh hiểu nó nhiều hơn, không biết lý do tại sao. Nhưng mà trong cái câu số 6 chúng ta thấy rằng tuy nhiên với những người trưởng thành chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời này hoặc của những nhà lãnh đạo đời này là những người sẽ phải qua đi. Cái chữ nhà, những nhà lãnh đạo đó tiếng Anh đó là rulers, mà khi chúng ta thấy cái chữ rulers đó chúng ta đọc ở trong Ephesians đoạn 6 á, kêu bằng rulers of this age hay là ruler of the world, có nghĩa là cái ý nghĩa của cái chữ ruler hay là những nhà thống trị á, nó không phải là con người bình thường, nó là cái quyền lực tối tăm. Để ăn đọc ở trong Ephesians để quý vị thấy cũng cái danh từ rulers đó ở trong từ các câu 12 để anh coi lại. Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị nè, các thế lực, các kẻ nắm quyền, bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Và chúng ta thấy ở trong Corinto nhất đoạn 2 đó thì cũng nói về cái rulers là những cái quyền lực thống trị thế gian này. Và chúng ta thấy ở trong câu số 8 thì nó rất là rõ ràng, nói là cái bản dịch của anh nói là không có nhà lãnh đạo, nhưng mà không có những cái người thống trị này nào, những cái kẻ thống trị nào của đời này biết được điều đó, thì nếu biết họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang trên thập tự giá. Cái ý nghĩa của cái câu mà này á, có nghĩa là chương trình của Đức Chúa Trời nó là một cái sự bí mật, ma quỷ nó cũng không biết nữa, nó là một cái sự bí ẩn ma quỷ nó không biết, bởi vì nếu mà nó biết á, nó không có đóng đinh Chúa thì công việc thì chúng ta thấy Chúa chúng ta rất là lớn lao không, ma quỷ là tạo vật thôi. Khi chúng ta hiểu như vậy á, là chúng ta hiểu như vậy là chúng ta biết rằng Chúa chúng ta rất là lớn lao, và cái chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời ma quỷ nó không có biết, và nếu mà nó biết á, thì nó không có đóng đinh Chúa Giêsu. Và chúng ta biết rằng tuy rằng con người á, là những con người mà ma quỷ sử dụng để giết Chúa, phải không, là chẳng hạn như anh đưa quý vị cái câu chuyện quý vị nhớ kia ra không, khi mà ông cản Chúa, ông cho Chúa lên thập tự giá, thì Chúa nói với ma quỷ hay Chúa nói với Pharaoh? Chúa nói với ma quỷ, thấy không? Nên một con người có thể bị ảnh hưởng bởi cái ý tưởng của họ, có thể họ không phải là điều khiển theo phương diện là chiếm hữu, nhưng mà họ có thể được bị ảnh hưởng bởi cái ý tưởng ma quỷ gieo đến và điều khiển một người, khi mà họ cái luồng tư tưởng đó giống như là họ sống trong một cái nếp sống nào đó, hoặc là cái cách suy nghĩ của họ mà không có phải bởi sự hướng dẫn của Chúa, thì họ có thể bị kẻ thù ma quỷ và ảnh hưởng. Và ở trong cái câu này á, là cái ý nghĩa nó liên hệ tới cái vua chúa đời này, ma quỷ, và
chúng ta biết rằng chương trình của Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại nó cũng không biết, bởi vì Chúa rất là lớn lao. Kế tiếp theo bài học thì chúng ta thấy rằng ma quỷ không bao giờ chịu thua, ma quỷ luôn luôn muốn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và nó nghĩ là nó sẽ có thể thắng hơn. Nên chúng ta thấy rằng ma quỷ là kẻ nói dối, mà là cha của kẻ nói dối, mà chính chúng ta thấy rằng có thể là nó tự lừa dối nó nữa. Nó nghĩ là nó có thể thắng hơn Đức Chúa Trời, nó là thẩm vào Đức Chúa Trời sao nó thắng hơn. Nhưng mà chúng ta thấy nó không bao giờ chịu thua và lúc nào nó cũng muốn chống đối lại Đức Chúa Trời, chúng ta thấy như vậy phải không? Nên cái đó là cái điều mà chúng ta thấy là ma quỷ là nó luôn luôn muốn chống đối với Đức Chúa Trời và có thể là nó tự nói bản thân nó nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần kế tiếp là đó là cái điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm, đã hoàn tất trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự tự do qua Colosse đoạn 2, thì chúng ta thấy điều đó. Và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời là bí mật và ma quỷ cũng không biết được. Và cái phần kế tiếp chúng ta sẽ học đó là chúng ta học cách sử dụng danh của Chúa Giêsu ở trong Mác đoạn 16 câu 17. Thì trong cái đoạn này thì lần trước thì chúng ta học về sự chữa lành thì cũng có cái câu mà liên hệ tới sự chữa lành, nhưng ngày hôm nay thì có cái câu liên hệ tới vấn đề sử dụng danh Chúa để đuổi những cái quyền lực, những cái thế lực chống lại chúng ta là con cái Chúa và mà Chúa ban chúng ta khi mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta có được cái y quyền đó. Em mời chị Bình Hoa đọc Mác đoạn 16 câu 17. Ok, Mác đoạn 16 câu 17. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Hết. Dạ xin hết. Câu 17 thôi mà. Dạ câu 17 đó mục sư. Dạ dạ. Đó thì chúng ta thấy trong cái điểm chính đó là thường thường thì mình ta sử dụng cả câu 18 luôn, nhưng mà cái phần chính trong câu 17 nói là họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ. Và cái đó là cái điều mà Chúa ban chúng ta. Mà đuổi quỷ là giống phải không phải là một con quỷ nha, là nhiều loại quỷ, bởi vì chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh đó, ở trong Khải Huyền là chúng ta thấy rằng khi mà thiên sứ trưởng là Lucifer đó, ở trong Ê-sai đoạn 14 đó, thì bày tỏ chúng ta là nó tự cao, nó muốn nghĩ là nó muốn muốn bằng Đức Chúa Trời, muốn lập ngôi Đức Chúa Trời. Rồi chúng ở trong Ê-sai đoạn 28 thì chúng ta cũng biết là nó là được tạo dựng rất là sang trọng, rất là lớn lao, rồi nó muốn chống nghịch lại Đức Chúa Trời không, và bởi vì sự tự cao của nó nên nó bị đuổi xuống đất. Ở trong Khải Huyền đoạn 12 chúng ta thấy tức là nó bị đuổi xuống đất, và nó đuổi bị đuổi xuống đất thì nó kéo 1/3 thiên sứ đi chung với nó. Nếu mà chúng ta học về Satan thì chúng ta thấy rằng Satan có hai cái chỗ sa ngã, lần chứ không phải cái đó lần sa ngã lần đầu tiên, cái lần thứ hai nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu chúng ta vô Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 4 thì chúng ta sẽ thấy cái sự sa ngã thứ hai của Satan là chúng ta phải dành thời gian chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ hiểu rằng là ma quỷ nó có nhiều loại thể loại. Anh không có chia sẻ về cái điều đó hôm nay là bởi vì nó tốn nhiều thời gian hơn, và anh muốn chú tâm vào cái bài học này để cho quý vị biết rằng trong danh Chúa thì loại quỷ nào chúng ta cũng thể đuổi được. Satan và cả cái bầy lũ của nó là phải ở dưới quyền của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài, chúng ta thấy trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17, Ngài đã lấy hết lại cái quyền rồi, Ngài cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết đó. Lại ngày khi mà ngày đắc thắng, khi mà Ngài hy sinh hoàn tất công việc cứu chuộc thì Ngài đã đắc thắng ma quỷ, và cái chương trình của Ngài thì ma quỷ nó không biết, thì chúng ta biết điều đó phải không? Và ý anh nói hồi nãy cái sự sa ngã lần thứ hai của Satan nếu mà quý vị tìm hiểu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 4 thì đó là một trong những chương trình của Satan để làm ô nhiễm cái dòng máu của loài người, để ngăn chặn cái sự sinh ra của đấng cứu thế. Nên chúng ta biết sau đó là Đức Chúa Trời hủy diệt nhân loại bằng nước lục là bởi vì cái sự ác độc của họ, của ma quỷ. Chúng ta biết rằng
lý do là ma quỷ ở dưới quyền của Chúa Giêsu á, là bởi vì Chúa đã đắc thắng ở đồi Golgotha, phải không, qua sự chết, sự hy sinh của Ngài. Rồi rồi chúng ta có thể sử dụng danh Ngài để đánh bại Satan, bởi vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Khi mà chúng ta ở trong Chúa Giêsu có nghĩa là khi mà lý do là Chúa thắng hơn ma quỷ, và ma quỷ ở dưới quyền Chúa, và Chúa nói rằng này ta ở với cùng với các ngươi cho đến tận thế, có nghĩa là khi mà mình tin nhận Chúa là Chúa ở trong mình. Nên khi mình nhân danh Chúa là Chúa ở với mình, nên nó phải vâng phục, nó phải vâng phục danh Chúa Giêsu. Khi chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta khi thi hành cái điều mà Chúa dạy, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà chúng ta thấy các môn đồ làm ở trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rằng khi mà Chúa Giêsu ngay cả Chúa Giêsu mà chưa có lên thập tự giá, chúng ta thấy rằng Ngài ban cho các môn đồ uy quyền, không, để đuổi quỷ, và chúng ta thấy các môn đồ có thể cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ trong khi mà Chúa Giêsu chưa lên thập tự giá nữa. Còn cái này, khi mà Chúa Giêsu lên thập tự giá là Ngài đã thắng hết rồi, thắng kẻ thù và ma quỷ hết rồi. Thì mà rồi những ai tin Ngài thì Ngài ban cho cái uy quyền đó. Ngài nói là hết tất cả thẩm quyền ở trên trời dưới đất đều ban cho ta, nên Chúa giao cho mình, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân danh Chúa Cha chúng con làm tem cho họ, phải không, và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Thì chúng ta biết rằng khi mà Chúa ủy quyền cho chúng ta để làm công việc của Chúa, thì Chúa cũng ban cho quyền năng nữa, và quyền năng là ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta như vậy, hiểu như vậy á, thì chúng ta nhân danh Chúa, thì chúng ta làm công việc của Chúa, thì quyền lực tối tăm và những người mà nó áp chế mà để hãm hại cuộc đời của nhiều người khác nhau, có thể liên hệ tới bệnh tật, có thể liên hệ tới vấn đề mà trói buộc một cuộc đời nào đó trong cái nếp sống tội lỗi mà họ không có thể tự thoát ra được, bởi vì tự sức của họ không thể thắng hơn kẻ thù là ma quỷ. Nhưng mà đối với chúng ta thắng hơn, bởi vì chúng ta có danh Chúa và chúng ta có thể giúp đỡ họ. Và khi mà chúng ta giúp đỡ họ rồi á, thì chúng ta phải dạy họ để họ biết nhờ cậy Chúa, để họ luôn luôn sống trong sự tự do. Thì chúng ta nhớ rằng cái câu chuyện mà ở trong Điển thứ 2 câu 43 trở đi á, khi nó ới lên ra khỏi một người á, thì nó đi vào nơi vắng vẻ, phải không, và nó tìm chỗ nghỉ, rồi sau đó hả, nó nói nó sẽ quay về cái nhà mà nó mới ra. Rồi như thế nào, nó thấy nhà cửa sắp xếp ngăn nắp đầy đủ hết á, thì nó muốn đi nó đi kiếm thêm 7 quỷ dữ khác mạnh hơn nó về, và cái cuộc đời của người đó thì tệ hại hơn. Câu Kinh Thánh ngay chỗ đó nó liên hệ tới một cuộc đời á, nếu mà được giúp đỡ mà quỷ ra rồi á, mà không có chủ á, là Chúa trong nhà, thì cuộc đời người đó sẽ khổ sở hơn, bởi vì ma quỷ nó biết nó bị đuổi ra một lần rồi á, thì nó sẽ không về một mình đâu, nó sẽ rủ những quỷ khác đến để cho nó mạnh hơn, để nó làm cái đồn quỷ mạnh hơn, để nó không có bị đuổi ra nữa. Và chúng ta hiểu rằng cái nhà được sắp xếp ngọn gàng á, mà không có chủ á, thì quỷ nó sẽ vô lại được, mà nó vô lại là nó sẽ làm cho cái cuộc đời người đó tệ hại hơn, là bởi vì nó không có phải một mình nó, và nó sẽ lập cái đồn lũy mạnh hơn. Khi chúng ta hiểu được cái Matthew đoạn 12 từ câu 43 trở đi thì chúng ta sẽ phải nhờ cậy Chúa nhiều và luôn luôn ở trong Chúa, thì chúng ta được sự bảo vệ như là ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19. Và chúng ta có thể sử dụng danh của Chúa cho đời sống cá nhân của chúng ta, để chúng ta nhận những cái sự đắc thắng. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, em nhờ chị Diễm đọc. Trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Chúng ta biết rằng vấn đề mà đuổi quỷ hay đuổi tà linh ra khỏi một người là nó là một phần trong vấn đề rao giảng tin lành. Tại khi chúng ta đi rao giảng tin lành, chúng ta sẽ đối diện với kẻ thù ma quỷ thôi. Bởi vì kẻ thù ma quỷ là kẻ muốn trói buộc con người và muốn giữ con người. Chẳng hạn như ở trong Corinto, hình như là Corinto đoạn 4 nói về vua chúa đời này làm mù lòng họ để họ không thấy là thật. Nên chúng ta khi tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Chúng ta phải cầu nguyện là để cho Chúa mở mắt, Chúa Thánh Linh mở mắt cho người ta thấy được lẽ thật của lời Chúa. Rồi không phải là
không phải là chỉ mở mắt thôi, mà nhiều khi có những cái quyền lực nó trói buộc người đó qua bệnh tật hay như gì, mà chúng ta đến chúng ta rao giảng lời Chúa thì chúng ta cầu nguyện cho họ được lành đó, thì họ thấy quyền năng của Chúa. Chúng ta không phải chỉ giảng bằng lời nói thôi, chúng ta cũng giảng lời Chúa mà có quyền năng á, thì họ sẽ tin rằng Đức Chúa Trời là thật, bởi vì những gì chúng ta nói về Chúa, Chúa làm việc á. Nên nên tại sao khi mà lúc ban đầu khi mà hội thánh đầu tiên á, họ phát triển mạnh mẽ, và tới ngày hôm nay thì nhiều hội thánh cũng vẫn phát triển mạnh mẽ, nếu chúng ta để ý, là bởi vì Chúa cùng làm việc với các môn đồ, phải không? Lấy dấu lạ kèm theo để làm cho vững đạo, thì ngày hôm nay á Chúa cũng vẫn làm điều đó. Khi chúng ta tin Chúa là đấng hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi á, thì chúng ta cứ tiếp tục tin những gì Kinh Thánh nói, và bởi vì Chúa chúng ta là đấng không thay đổi và Ngài vẫn làm việc, và Ngài cái sứ mạng nó vẫn vẫn y như cũ. Sứ mạng là cứu người vẫn y như cũ khi mà Chúa rao giảng tin lành vào ngày hôm nay. Nên nếu mà sứ mạng vẫn y như cũ thì công việc làm cũng vẫn như cũ, phải không? Cầu nguyện chữa lành hoặc là đuổi quỷ và rao giảng tin lành để cho họ hiểu được lẽ thật là Chúa cũng vẫn y như cũ, thì không có lý do gì mà chúng ta không có tin những cái điều này. À, cảm ơn chị Dĩnh đã đọc ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7. Thì chúng ta thấy rằng điều đầu tiên đó là phải đầu phục Đức Chúa Trời, rồi chống trả ma quỷ thì nó lìa xa, phải không? Thì chúng ta đầu phục Chúa, chúng ta nhờ cậy Chúa, chúng ta ở trong Chúa, như là ở trong Corinto thứ nhì đoạn 5 câu 17 á, là ở trong đấng Christ là những người được tạo nên mới á. Cái quá trình mình đi với Chúa là cái quá trình nó liên tiếp, cứ tiếp tục đổi mới, tiếp tục được thánh hóa. Cái sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời ngày hôm nay á, nó ít hay nhiều nó dựa trên cái vấn đề đầu tư của chúng ta muốn học về Chúa, chúng ta muốn tìm hiểu về Chúa. Và cái điều mà chúng ta có thể nhận từ Chúa ít hay nhiều á, nó cũng dựa trên cái sự hiểu biết chúng ta về Chúa. Nên nên nhiều khi chúng ta không có nhận nhiều từ Chúa, nhiều khi chúng ta bị giới hạn á, là bởi vì chính chúng ta. Chúng ta nhớ rằng ở trong cái câu chuyện Luca đoạn 15 á, nói về con chiên bị mắc, không, rồi người đồng tiền bị thất lạc, rồi người con trai quăng đàn. Chúng ta biết rằng chiên đi lạc chứ không có chủ, không có đi lạc. Tiền bị mất chứ chủ chứ không có bị mất. Và con trai lang bị hoang đàn á, chứ không phải là người cha hoang đàn. Vì chúng ta thấy cái hình ảnh như vậy á, là chúng ta biết rằng chúng ta là người bắt toàn. Và bởi vì chúng ta là bắt toàn á, thì chúng ta phải học cách nhờ cậy Chúa, và chúng ta phải học cách đến gần với Chúa và tìm hiểu, giống như là phải yêu mến cái sự hiện diện của Chúa, yêu mến Ngài. Nên nhiều khi chúng ta tin vào cái sự tể trị của Chúa hoàn toàn, mà giống như là Chúa điều khiển hết đấy, thì nó không có đúng Kinh Thánh. Tại sao, phải không? Tại vì nó có cái yếu tố là chúng ta, Chúa ban cho chúng ta cái quyền tự do để lựa chọn. Chẳng hạn như ngày hôm nay á, Chúa cứu chúng ta, Chúa gửi chúng ta ra để rao giảng tin lành á, có phải là Chúa hoàn toàn kiểm soát hết không, hay là chúng ta có phần giữ phần vào cái sự ý chí tự do chúng ta muốn hầu việc Chúa? Chúng ta bởi vì chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta muốn trả ơn Chúa, và chúng ta quyết định là chúng ta học lời Chúa, rồi rồi chúng ta kinh nghiệm Chúa bằng cách thờ phượng, học Kinh Thánh, và càng ngày chúng ta càng thấy Chúa rất là lớn lao, và càng ngày chúng ta thấy rằng Chúa đi với Chúa rất là phước hạnh, thì không có lý do gì mà chúng ta giấu cái những cái phước hạnh đó cho bản thân của mình, trong khi mà lời hứa của Chúa là để cho đời sống chúng ta được phước hạnh, và chúng ta trở nên nguồn phước cho người khác khi chúng ta chia sẻ về Chúa. Thì nó có cái yếu tố là chúng ta phải đồng hành với Chúa, chúng ta cùng làm việc với Chúa và hiệp tác với Chúa khi chúng ta đầu phục Chúa. Thì chúng ta thấy rằng cái yếu tố là Đức Chúa Trời là đấng tể trị hết mọi sự, nhưng mà chúng ta có cái phần dự phần vào công việc của Chúa nữa, chứ không phải là nhiều khi chúng ta đi với Chúa ăn hay nghe nói là người ta hay sử dụng là khi mà họ không nhận được lời hứa của Chúa, hoặc là họ ở trong cái hoàn cảnh khó khăn á, thì họ hay đổ lỗi cho Chúa là ồ, ý Chúa là như vậy, ý Chúa là kia. Nhưng mà đối với An thấy là bởi vì cái cách nhìn của An thấy là bởi vì mình là người bắt toàn, và An thấy cái câu chuyện rất là rõ ràng là người con trai quan đàn á, chứ không người cha đâu quan đàn đâu. Nên người con trai là cái người yếu đuối bắt toàn, phải không? Và để người con trai có thể nhận được những cái lời hứa của Chúa, hoặc là người con trai đó phải quay về với Chúa, nhờ cậy Chúa thì sẽ được sở hữu những cái quyền lợi mà người cha hứa. Và trong cái quá trình đi với Chúa thì cũng vậy, chúng ta sẽ không thể hiểu biết về Chúa, không ai mà nói là mình hiểu biết về Chúa trọn vẹn hết.
chúng ta tất cả là những người con, mà nếu mà là con á là luôn luôn chúng ta cần cha giúp đỡ, cần cha dạy dỗ, và nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Và nhiều khi chúng ta đi với Chúa, chúng ta thấy những cái người mới tin Chúa là họ có thể cầu nguyện là Chúa trả lời rất là lẹ. Quý vị biết tại sao? Tại vì họ là em con, em bé thuộc linh á. Thường thường em bé thì được cha mẹ chăm sóc kỹ hơn, phải không? Nhưng mà càng ngày á, em bé càng lớn lên á, thì cái người cha người mẹ nào cũng muốn con mình được trưởng thành á, thì cái người cha người mẹ sẽ thả lỏng từ từ ra để cho cái người đó được trưởng thành hơn. Cái người đó phải biết vận dụng đức tin của mình nhiều hơn. Thì chúng ta đối, cái đó là cái cách nhìn của anh thấy vậy ha. Là khi chúng ta đi với Chúa, nhiều khi mình thấy người mới tin Chúa họ cầu nguyện sao hoặc sao Chúa trả lời nhanh quá vậy, là anh nghĩ nó liên hệ đến vấn đề là khi mà là còn non nớt trong cuộc linh á, thì là Chúa ông bẩm họ. Nhưng mà khi mà từ từ họ đi với Chúa lâu hơn á, là họ càng ngày còn càng lớn hơn á, thì Chúa phải dạy cho họ vận dụng đức tin nhiều hơn. Và nếu mà và họ cần phải học lớn lên trong Chúa, thì anh nghĩ cũng là như vậy. Khi mà chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta phải học về Chúa càng nhiều, càng yêu mến Chúa càng nhiều, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa càng nhiều. Và chúng ta phải học biết rằng bởi vì con người là thiếu sót, con người là bất toàn á, thì chúng ta sẽ không có dễ đổ thừa cho Đức Chúa Trời cho những chuyện mà Ngài không có làm. Bây giờ thì PV sẽ đọc Ephesians đoạn 4 câu 27. Và đừng cho ác quỷ có cơ hội. Dạ, câu đó ngắn. Câu đó thì thường thường cái câu trước đó thì chúng ta nó liên hệ tới vấn đề là nếu mà ai mà giận thì đừng có giận người khác cho đến mặt trời lặn, phải không? Thì đừng cho ma quỷ nhân dịp á, hay là cơ hội. Tiếng Anh đó là foothold. Đối với anh thấy cái chữ foothold đó là khi mà chẳng hạn chúng ta đóng cửa đi, cái người nào mà họ dùng cái chân của họ họ cản cái cửa lại, cái cửa vẫn còn mở, thì cái người đó có cơ hội vô nhà, phải không? Theo như anh nhìn cái hình ảnh nó giống như vậy á, khi mà chúng ta cho ma quỷ có cơ hội là hả, giống như là ở trong đời sống chúng ta bằng cái cách chúng ta mở cửa đó, thì nó có cơ hội nó làm việc. Nên chúng ta cần phải học đóng cửa với ma quỷ. Chúng ta cần phải mở cửa cho Chúa vào làm chủ đời sống chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải đóng cửa và đuổi ma quỷ ra và đóng cửa lại và không cho nó vô, phải không? Và cái bản tiếng Anh đang rất là thích cái chữ đó là foothold, có nghĩa là cái đồn lũy, dịch là đồn lũy. Nhưng mà nó, mình thấy cái hình ảnh đó là nếu mà cánh cửa mà đang mở hẻ hẻ, nó có thể dùng cái cửa nó chặn lại thì nó có thể vô được. Nên chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta phải học cách để vâng phục Chúa và làm theo ý muốn của Ngài, và mời Chúa vào và đuổi ma quỷ ra, thì đời sống chúng ta luôn luôn sẽ kinh nghiệm và những phước hạnh. Tới cái phần cuối cùng thì nó liên hệ tới cái sự đắc thắng của chúng ta mà Chúa ban chúng ta ở trong Chúa Jesus Christ. Anh sẽ đọc ở trong sách Roma đoạn 6 câu 14. Roma đoạn 6 câu 14. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi mà Chúa ban chúng ta là, như anh nói hồi nãy, chúng ta không có làm cái gì để chúng ta xứng đáng để nhận được á. Hoàn toàn là ân điển. Ân điển là không có bởi vì chúng ta làm cái gì hết. Ân điển là miễn phí, là Chúa cho không. Và ân điển là chúng ta được cứu là bởi vì Chúa muốn, Chúa yêu chúng ta và Chúa làm cho chúng ta. Thì chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta phải quý những cái gì mà Chúa đã ban chúng ta qua sự hy sinh, sự cứu chuộc của Ngài. Bởi vì thật sự chúng ta không thể thắng hơn kẻ thù và ma quỷ được nếu mà chúng ta dùng sức riêng, mà bây giờ chúng ta có thể thắng hơn được, thì chúng ta phải quý cái điều đó, không? Nên chúng ta biết rằng qua cái điều này thì chúng ta biết rằng tội lỗi á, sẽ không có cái sự cai trị trên đời sống chúng ta, bởi vì dòng huyết của Chúa đã đổ ra để mua chuộc tội lỗi chúng ta. Cũng như Ephesians đoạn 1 câu như là câu 7, câu 8 thì nói về cái vấn đề là dòng huyết Chúa là để tẩy sạch tội lỗi chúng ta trong ân điển giàu có của Ngài á. Rồi
chỉ có tội lỗi là làm, chỉ có tội lỗi cho phép là Satan có cơ hội là kìm kẹp chúng ta thôi, trong trong cái bởi vì để coi, Satan duy trì sự kèm kẹp của nó trên con người vì quyền lực của tội lỗi. Chỉ có tội lỗi là cái cách mà ăn nói là cho ma quỷ nhân dịp, hay là thì bằng cái cách là phạm tội. Mà phạm tội thì chúng ta thấy ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 8 nói nếu mà ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, bởi vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Còn con của Đức Chúa Trời, sở dĩ con của Đức Chúa Trời hiện ra để làm gì? Để quỷ phá công việc của ma quỷ. Ta thấy không? Chúa hiện ra là có lý do, là quỷ phá công việc của ma quỷ. Nên khi mà chúng ta thấy rằng, khi mà Chúa nói rằng thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để rao giảng tin lành á, rao giảng cho kẻ cầm tù ra khỏi ngục. Cầm tù này là tù thuộc linh, ở dưới quyền ma quỷ, để rao ra năm lành của Ngài. Khi chúng ta hiểu những cái điều mà Chúa hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 8. Khi mà chúng ta hiểu rằng chúng ta được tự do ở trong Chúa rồi á, thì chúng ta phải vận hành trong cái uy quyền mà Chúa ban chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta có uy quyền á, mà chúng ta không sử dụng á, thì cái quyền hạn đó nó không có hiệu quả, phải không? Khi mà chẳng hạn như là những cái điều mà Chúa ban chúng ta là một người con, chúng ta có quyền để sử dụng những cái danh của Chúa để chúng ta nhận được những lời hứa của Chúa, bao gồm vấn đề đuổi tà linh và ma quỷ là những kẻ mà tìm cách để cắn, cướp giết hủy diệt đời sống chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng hơn. Còn nếu mà chúng ta không có sử dụng uy quyền đó thì chúng ta có cơ hội nó làm hại, bởi vì theo nguyên tắc của lời Chúa đúng là Đức Chúa Trời là người cha, Ngài bảo vệ con của Ngài, phải không? Nhưng mà cái đứa con đó nó phải biết cái uy quyền của nó, phải biết cái địa vị của nó trong Chúa, thì nó sử dụng cái địa vị của nó thì nó sẽ thắng hơn. Nhưng mà cái đứa con đó nó không có biết, ở trong nhà cha nó đi lang thang thì nó có cơ hội dễ bị kẻ thù ma quỷ là tấn công nó, phải không? Thì cũng giống như vậy, nếu mà chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh như vậy á, thì chúng ta phải biết Chúa mình là ai và địa vị của mình là ai. Anh đang muốn kết thúc cái bài học này, anh sẽ đọc hai câu kinh thánh để cho quý vị thấy rằng Chúa chúng ta rất là lớn lao. Khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta ma quỷ sẽ thất bại. Ở trong Roma đoạn 8 câu 31, cái này không có trong bài học nhưng mà anh muốn đọc để cho quý vị thấy rằng Chúa chúng ta rất là lớn lao, và Chúa đã hy sinh để ban chúng ta danh của Ngài là uy quyền mà chúng ta có được trong Chúa. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta được? Còn ai nghịch chúng ta? Cái điều này nói liên hệ tới kẻ thù là ma quỷ á, là kẻ thống trị thế gian này á. Chúa kêu gọi, khi chúng ta là những người đốc nhân, chúng ta được Chúa kêu gọi ra sống một nếp sống mới. Chúng ta không có dưới quyền ma quỷ nữa. Và khi mà chúng ta không dưới quyền nó thì mà Chúa thì ở trong chúng ta, thì kẻ thù ma quỷ á, nếu mà Đức Chúa Trời ở về phía của chúng ta thì kẻ thù ma quỷ không có thể chống nghịch với chúng ta được. Rồi ở trong Dân thứ nhất đoạn 4 câu 4 cũng cho chúng ta thấy rằng khi mà được làm con của Chúa, chúng ta luôn luôn đắc thắng. Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng. Chúng này là ma quỷ á. Vì đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ trong thế gian. Nên điều quan trọng là Chúa phải ở trong mình và mình ở trong Chúa. Khi mà mình hiểu như vậy, giống như Dân đoạn 15 câu 7 nói rằng nếu các ngươi cứ ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi thì các ngươi cầu xin bất luận điều gì mình muốn thì điều đó sẽ được. Khi mà lời Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa, có nghĩa là khi chúng ta hiểu được ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện đúng theo ý muốn và ý định của Đức Chúa Trời, cái điều đó chắc chắn nó sẽ thể hiện ra. Tuy rằng nó là một cái quá trình, và chúng ta thấy nhiều trong câu kinh thánh, trong nhiều câu chuyện đối với tổ phụ Abraham, đi lời hứa của ổng á, ổng được xưng công chính á, là ông tin nhận lời Đức Chúa Trời, phải không? Nhưng mà 25 năm sau ổng mới thấy lời hứa. Rồi chúng ta thấy 10 người bị bệnh phung, như ăn nói là trong vấn đề chữa lành đi, cái này á là thì họ phải đi trình bày trình diện họ với thầy tế lễ, họ mới được lành. Rồi đối với cái người mà thầy đội á,
ông cũng phải đi, ông mới thấy được lành. Nên chúng ta biết rằng đức tin là một cái quá trình, và đức tin nó phải có hành động. Đức tin nó không có hành động là đức tin chết. Chúng ta biết là trong Gia Cơ, bài tỏ chúng ta biết được đó, Gia Cơ đoạn 2 câu 26. Khi chúng ta hiểu như vậy á, là Chúa nói gì thì chúng ta cứ tin, chúng ta làm đi, rồi chúng ta sẽ thấy. Nên trước khi ăn kết thúc bài này á, thì ăn sẽ kể cho quý vị ba câu chuyện. Thì trong cái mục vụ cầu nguyện chữa lành á, thì ăn đang tìm hiểu về vấn đề giải cứu. Thì Chúa đã cho ăn thấy ba trường hợp. Cái trường hợp đầu tiên nó xảy ra thì lúc mà ăn đi qua bên Texas á, ăn dự lễ ra trường của em của ăn á, thì trong cái thời điểm mà ăn học Chúa bày tỏ về vấn đề cầu nguyện chữa lành á, thì ăn biết, ăn học trong những cái bài học thì ăn biết rằng khi mà quyền lực á, nó chiếm hữu một người á, thì nó không ra thì bệnh không hết. Thì ăn đang trong quá trình học về cái điều đó, thì ăn đang tìm hiểu. Thì khi mà ăn đi qua San Antonio, thành phố San Antonio, Texas, tới cái chỗ mà phú học á, đi phú học về ở trong quân đội, thì chị Tuyền ở trong hội thánh chúng ta, chị Tuyền là vợ của anh Hải á, chị mới liên lạc với ăn trong thời điểm đó, lúc mà ăn đang ở trong cái nhà mướn. Thì chị nói rằng em gái của chị á, là cha của em, cha chồng của em gái của chị á, ở bên Pháp đang bị bệnh ung thư và trong thời kỳ cuối cần nhờ cầu nguyện. Thì ăn nói ok, ăn sắp xếp, ăn có thể cầu nguyện được. Thì cùng thì ăn kết nối với cái chị đó, ăn gọi điện thoại, gọi bằng Facebook Instant Messenger. Thì lúc mà ăn cầu nguyện cho cái bác đó, thì cái quyền lực nó thể hiện ra. Cái người chồng, ổng thấy cái người chồng của cái chị đó thấy vậy á, mới muốn chỉ ngưng, đừng không muốn ăn cầu nguyện nữa, nhưng mà chỉ dặn cầu nguyện. Thì chỉ lấy cái điện thoại chỉ để xuống cái chân của ổng, mà vẫn để cái điện thoại mở ra, nhưng mà anh đó có thể anh không biết. Thì quyền lực nó thể hiện ra, thì anh cũng không biết nữa. Sau đó anh cầu nguyện xong á, rồi hình như là chắc ngày hôm sau thì cái bác đó ổng qua đời. Thì ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi mà ăn về lại bên Arizona thì chị Tiền chỉ mới nghe là người em gái kể là lúc mà ăn cầu nguyện quyền lực nó thể hiện ra trên cái thân thể của cái bác đó, mà cái lần đầu tiên mà ăn nghe. Rồi cái lần thứ hai nó xảy ra là cái này chắc người Sơ Đông biết, cái lần trước là khi mà anh nhân hậu á, anh nói là khi mà anh bị đau á, anh cảm thấy giống như cái gì chạy mà trong cái tay anh nó lan ra. Thì lúc đó thì Mục Sư Đông có nhờ anh cầu nguyện liền á, thì anh có cầu nguyện cho ảnh á, thì tự nhiên cái vấn đề đau của ảnh nó hết ngay lập tức luôn. Mà cái mà lạ là khi mà hỏi ra là hồi đó ảnh có liên hệ tới vấn đề bùa chú rồi, thì nhưng mà cái vết đa cái vấn đề đau của ảnh á, nói anh bị đau trong tay nhưng mà tự nhiên nó chạy trong người ảnh vậy á. Thì đến cuối cùng á thì chúng ta cái lần đó là lần thứ hai mà ảnh kinh nghiệm. Rồi cái lần thứ ba là lần gần đây nhất á, là cái chị đó bên Việt Nam, thì ăn cũng hai vợ chồng thì liên hệ tới vấn đề mà hư thai á, thì ăn mục đích của ăn cầu nguyện để cho chữa lành. Nhưng mà khi mà ăn cầu nguyện á thì cái quyền lực nó thể hiện ra, nó tắt điện thoại luôn. Nó tắt điện thoại thì ăn tìm cách ăn gọi điện thoại về thì không được. Cái bắt đầu sau đó cái anh đó anh mới gọi lại. Trong khi anh gọi lại thì ăn mới thấy chị, ăn mới định nói chuyện lại với chị. Ủa sao thấy không chị, không chị không trả lời, chị cứ ráng hả cái miệng rất là lớn mà đang ói ra. Thì tới cuối cùng á, thì ăn hỏi ra thì cái chị đó chỉ có liên hệ tới vấn đề bùa chú trong quá khứ, và hồi đó thì cũng có lên chùa lấy cái pháp danh đồ đủ thứ chuyện. Và đến cuối cùng thì khi mà chị tỉnh lại á, thì chị chạy tới chị cầm điện thoại chị nói, thì này, chị kể cho ăn biết là lúc đó là chị không có điều khiển cái thân thể của chị được. Nên điều mà ăn nói với quý vị á, là trong quá trình ăn vẫn còn học về cái điều này. Và quý vị thấy không, khi chúng ta tin thôi, chúng ta chỉ dùng nhân danh Chúa thôi, thì chúng ta thấy rằng Chúa làm việc. Và đối với ăn á, là ăn đâu có biết rành về những cái phương diện này đâu, ăn đang học, mà Chúa đã bày tỏ khi mà chúng ta tin rồi chúng ta hành động. Nên cái bài học này á, ăn nghĩ á, là nhiều khi mình học cái bài này á, ăn không có kể cho quý vị những cái câu chuyện thật á, thì quý vị sẽ không có được thấy thuyết phục. Nhưng mà quý vị hãy tin đi, bởi vì cái điều ăn á, ăn đang là cái người học trò thôi, ăn đang tìm học để biết, để cách để giúp đỡ những người khác trong cái phương diện giải cứu. Mà trong khi ăn đang học thôi mà Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài, và Chúa đã thấy
Chúa đã giúp ân và đã đuổi những cái quyền lực đó ra khỏi cái người đó. Và đến cuối cùng á thì không phải là chỉ giúp họ về phương diện mà đuổi quyền lực ra thôi, thì đến cuối cùng thì khi mà cái người vợ đó cũng có liên lạc với ân cũng nhờ ân cầu nguyện sau đó về vấn đề mà giống như là bị nhức đầu hay gì mà chịu không nổi thì ân cầu nguyện thì cũng được lành rồi. Rất đáng tiếc là cái bào thai thì không có sống, rồi bào thai thì qua là chết luôn. Thì nhưng mà ân tìm hiểu được thì người vợ giống như có sự cay đắng với người chồng rất là nhiều. Thì mình có lời Chúa để mình khuyên lên, mình hàn gắn lại thì chỉ làm theo thì chỉ thấy rất là vui vẻ. Và hiện tại là chỉ còn nói cảm ơn Chúa là khi mà học cách mà giống như là bày tỏ tình yêu với chồng thì bây giờ thấy gia đình ấm áp hơn và vui vẻ hơn. Thì cái đó là cái điều chúng ta thấy rằng khi mà mình đi với Chúa thì khi mình sống theo lời Chúa như ăn nói là đừng có cho ma quỷ nhân dịp. Khi mà ma quỷ nó có cái foothold là nó có cái bước chân nó trong nhà chúng ta thì cái cơ hội nó sẽ phá đổ hạnh phúc gia đình và đời sống chúng ta. Nên khi chúng ta mời Chúa vào á thì chúng ta đuổi nó ra và nhờ cậy Chúa thì chúng ta sẽ đắc thắng, như là những câu chuyện mà ăn để cho quý vị. Đây là những kinh nghiệm nhỏ mà Chúa đã cho ăn thấy, nhưng mà ăn tin rằng trong tương lai khi mà chúng ta tiếp tục đi với Chúa và chúng ta hiểu rằng cái vấn đề giải cứu á, là nó một phần của vấn đề truyền giáo. Khi chúng ta chia sẻ về Chúa thì chúng ta sẽ đối diện với những cái quyền lực này, mà chúng ta đối diện với nó thì chúng ta có danh của Chúa để chúng ta đuổi nó, thì nó sẽ đi, thì nó ở dưới quyền Chúa rồi. Chúa là đấng đắc thắng và Chúa là đấng tạo hóa, ma quỷ là tạo vật của Chúa và nó rất là nhỏ. Khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta ở trong Chúa là chúng ta lớn hơn nó, nó phải đầu phục và nó phải nghe lời. Và điều chúng ta cần làm là chúng ta cần yêu mến Chúa và cần nhờ cậy Chúa, và nếu mà có phạm tội lúc nào cũng ăn năn kết nối với Chúa. Và cái nếp sống đi với Chúa là bởi vì là nếp sống là nó phải cần kết nối với Chúa hàng ngày. Chúng ta đừng có nó có cái mối quan hệ với Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Amen. Amen. Cảm ơn mục sư và quý bà anh chị em đã lắng nghe lời chia sẻ qua bài học buổi tối hôm nay. Hy vọng rằng trong tương lai quý vị có cơ hội áp dụng những cái điều mà mình học thì mình sẽ thấy Chúa là thành tín. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn chấp sĩ Thiên Ân đã chia sẻ loạt bài này rất là tốt và chúng ta học được nhiều điều qua buổi tối hôm nay. Bây giờ thì xin mọi người chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện để đáp ứng điều mà Chúa dạy chúng ta tối hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Lúc mà ba mới mất đó, thì mẹ buồn lắm, ngủ cũng nằm mơ rồi nghe tiếng nói bên tai, nào là buồn quá thôi chắc đi với ba luôn quá, cứ nói những điều tiêu cực như vậy á. Mà ai cũng khuyên không có nghe. Xong rồi Diễm cũng gọi về Diễm khuyên mà cũng buồn quá, cứ than buồn quá. Rồi có những tiếng nói trong tai của bà đó. Và Diễm cầu nguyện Chúa và tự nhiên Thánh Linh Chúa thúc giục phải gọi điện thoại về để cầu nguyện cho bà chứ không có nói chuyện nữa. Thì Diễm gọi điện thoại cho chị Trang và chị Trang đưa máy. Xong Diễm hỏi thăm sức khỏe hồi, Diễm nói để con cầu nguyện cho má nha. Và Diễm cầu nguyện công bố chặt đứt hết và bịt miệng hết những cái lời nói trong tai của bà. Thì chắc trong lúc bà buồn quá thì tâm trí nó cũng không có chủ động, với lại cũng lớn tuổi đó. Cho nên là Diễm cầu nguyện một cách quyết liệt, giống như một trận chiến vậy đó, qua điện thoại. Và cảm ơn Chúa thì Diễm nghe chị Trang báo lại là từ lúc Diễm cầu nguyện thì giờ má vui vẻ, má thấy bình an và má ngủ ngon và má chịu đi chơi với mọi người, rủ đi đâu cũng đi. Diễm cảm ơn Chúa vì đó là cái kinh nghiệm mới nhất mà bởi quyền năng của Chúa đó, uy quyền của Chúa mình nắm trong tay á, thì Diễm thấy má được giải thoát khỏi vấn đề đó. Và Diễm cũng tiếp tục cầu nguyện để bà được bình an, để sống vui, sống khỏe với con cháu. Đó là kinh nghiệm mới nhất Diễm muốn làm chứng lại. Amen. Yeah. Cảm ơn cô Diễm đã chia sẻ lại cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm khi cầu nguyện qua điện thoại, vì vừa không gian khởi gian về cho những người thân của mình.
Chúng ta đang ở trong cái phần làm chứng, sau khi chúng ta nghe lời Chúa xong thì chúng ta có những cái làm chứng để củng cố cho lời dạy, lời chia sẻ, bài học của chúng ta buổi tối hôm nay. Mong rằng tất cả chúng ta với cái thực tế khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta sẽ nhận lấy uy quyền mà Chúa cho chúng ta, bước đi trong uy quyền đó. Tôi bước đi trong cái uy quyền này được 35 năm rồi quý vị. Hồi nãy thì chúng ta có xem cái buổi thờ phượng qua hội thánh Bethel ở Bắc, miền Bắc California. Đây là một trong những hội thánh họ thờ phượng Chúa ở trong sức dầu của Chúa, đi trong ân tứ thánh linh, họ quyền rất là mạnh mẽ. Thì hồi nãy thì tôi có xem, tôi rất là tâm đắc với cái sự hướng dẫn của người hướng dẫn thờ phượng bước vào trong cái sự hiện diện của Chúa, và cô cầu nguyện cho những người cô khích lệ những người bị bệnh ung thư công bố sự chữa lành. Và cô nói rằng bây giờ không phải là cái giờ mình cầu nguyện, đừng cầu nguyện, hãy công bố đi. Nó nói lên cái uy quyền Chúa cho chúng ta, cho nên chúng ta hãy nhận lấy cái uy quyền đó để chúng ta vận hành là có lợi cho mình, có lợi cho những người ở bên cạnh mình, cho những người ở trong cộng đồng của mình. Đó là tin lành quyền năng đó quý vị, tin lành quyền phép. Vâng, còn ai nữa? Nãy thấy Thúy Vi có giơ tay lên, kính mời Thúy, xin mời Thúy Vi. Thúy Vi làm chứng về công việc Chúa và nói những điều khích lệ tiếp tục. Dạ, dạ, cảm ơn mục sư. Thì em cũng xin làm chứng lại là có lần trong phòng cầu nguyện thì mục sư cũng có chia sẻ là cái chuyện mà giống như mấy cái đèo mà đi ở bên Việt Nam mà hay có mấy cái tai nạn, rồi có mục sư nào cầu nguyện giống như cứ mỗi lần tài xế chạy ngang qua là buồn ngủ rồi bị tai nạn á mục sư. Thì khi mà mình công bố để mình đuổi cái linh sự chết, với những cái linh mà gây tai nạn đó, thì cái chỗ đó mình đi ngang mình không có bị gì hết. Amen. Thì chỗ mà cái ngã tư ngay chỗ nhà tụi em á, thì hồi lúc mà tụi em dọn về á, hầu như là tháng nào tụi em cũng thấy có accident ngay đó. Wow. Đó. Yeah. Cái đèn xanh này đỏ mà chỗ phi quay nó quẹo vô mà không biết sao ha, mà cứ bị accident hoài. Lúc đó thì mục sư nói vậy thì em cũng Chúa cũng nhắc em, thì em cứ sáng mà em đi làm thì em cũng phải đi ngang qua cái đường đó, thì em cứ cậy ơn Chúa, em cầu nguyện, em công bố, em đuổi cái linh của sự chết. Thì cảm ơn Chúa, khi mà em cầu nguyện á thì em thấy hả, từ đó tới trở về sau á em không có thấy có accident ngay chỗ đó nữa. Mà cái đường đó, cái ngã tư nó nhỏ xíu à, mà không biết sao ha, mà cứ mỗi tháng là tụi em đi đâu và là thấy có accident như đó không à. Trời tối rồi sáng rồi chiều, coi như giờ nào nó cũng có á. Thì khi mà cậy ơn Chúa em cầu nguyện, thì lúc mà hồ sơ kể cái đó thì tự nhiên Chúa Thánh Linh cũng nhắc em, cái em cũng cứ mỗi lần đi ngang qua đó em cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Em đi ngang và em thấy cái chỗ nào mà có cái đánh giá nó để ngay bên kia đường á, là ha, em cứ cầu nguyện, em công bố, em đuổi, thì thấy là giống như là nó không có còn nữa. Cảm thì cảm ơn Chúa là em thấy như vậy. Với là hồi nãy mà hồ sư nói là mở cái video mà có nói về khi mà cái người mà bệnh ung thư, cái cô nói là mình không có cầu nguyện nữa mà mình công bố. Thì thật sự đúng là như vậy, tại vì hồi mà mẹ em bệnh á thì họ có làm một cái test là giống như là coi là cái bệnh của mẹ em có bị di truyền cho cái thế hệ sau, rồi có bị di truyền này kia không á. Thì em cũng làm, thì em cũng cậy ơn Chúa, em công bố là cái điều đó nó không có, nó chấm dứt, tại vì mình đã tin Chúa, là Chúa đã xóa hết những cái khế ước cũ của mình rồi. Thì cảm ơn Chúa là khi mà bác sĩ họ test đó, thì cái có phải là genetic cancer không, thì cảm ơn Chúa là không có như vậy. Và những lần khi mà em đi kiểm tra rồi thì nhìn cái history của em, rồi họ cũng kiểm tra, họ cũng giống như là prevent chẩn đoán để coi có cái gene nó hay không á. Thì cảm ơn Chúa là cứ mỗi lần họ làm vậy đó, thì em công bố thì kết quả nó đều comeback là negative hết. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên mình khi mà mình biết cái vị trí của mình ở đâu trong Chúa, như là cái bài hồi nãy ông chia sẻ, thì mình biết cái uy quyền của mình á,
thì mình không có mở cửa cho cái bàn chân xấu xí nào nó bước vô hết, thì ăn Amen. thôi. Tại mình là cái người mà mình nắm cái cánh cửa, Amen. chứ không phải là có nghĩa là mình có quyền, mình là có cái sự chủ động hết. Cho nên cái đời sống của mình có được phước hay được như thế nào hay không là cái quyền của mình, thì Amen. em thấy là như vậy. Tại vì Chúa tạo ra mình, Chúa cũng không có điều khiển mình giống như robot. Chúa cho mình đều có cái quyền tự do hết, nhưng mà cái quyền tự do là mình đứng trong Chúa hay là mình đứng ngoài Chúa thôi. Ừ. Dạ, cảm ơn. Vì sẵn nói luôn cái điều mới làm Chúa làm mới làm cho Vi khi mà Vi công bố đó. Dạ. Ừ. Thì em bị cái gọi là lạc, tiếng Việt là gọi là lạc nội mạc tử cung á, thì giống như là cái mục này á, nó nằm ở trong cái tử cung á, thì nó ở phía trong cái thành tử cung, thì bác sĩ không có mổ được. Và nó xuất hiện từ lúc mà em có bầu bé Vít, thì lúc mà em có bầu bé Vít chưa tới được 2 tháng đó, thì em bị chảy máu. Em bị ra máu thì lúc đó ở nhà cũng sợ sợ là bị sảy hay gì, thì lúc đó đi vô bệnh viện thì bác sĩ họ siêu âm, họ mới nói là cái đó là cái phía trong thành tử cung, thì nó có 2 trường hợp xảy ra. Một là nó lớn theo cái bào thai, hai á, là cái bào thai lớn lên sẽ chèn nó thì nó sẽ không có bị gì hết, còn không á, là nó sẽ lớn là nó dính vô trên cái thành tử cung thì nó sẽ lớn theo cái bào thai, thì khi mà sanh em bé đó là nó sẽ làm cho mình dễ có cái nguy cơ bị băng huyết. Thì sau đó thì những năm thì sau khi em sanh Vít thì cảm ơn Chúa gìn giữ em không bị gì hết. Vừa rồi á, thì 2 năm vừa rồi thì em mỗi lần tới ngày của mỗi mỗi tháng á, thì nó ra rất là nhiều, và bác sĩ thấy thì thư âm thì thấy hai hai ba cái mục đó ở tử cung, thì họ cũng lấy ra, nhưng mà có một cái mà nằm ở chỗ hiểm thì họ lấy ra không có được, họ nói là cái đó chỉ để theo dõi thôi chứ không có làm được cái gì hết. Thì vừa rồi em đi khám thì đi qua bệnh viện thì họ cũng kiểm tra thì họ mới thấy cái đó, và 2 cái nữa thì nó vẫn nằm trong đó. Thì đi bác sĩ thì họ nói là họ muốn chụp hình lại nữa, họ muốn siêu âm lại nữa. Thì em công bố em nói là thì lúc đó thì có một sư hội đến để cầu nguyện cho em, thì lúc đó em cũng đang trong tình trạng ra máu nhiều, thì mỗi lần ra máu thì nó sẽ bị thiếu máu. Thì lúc đó một sư hội có cầu nguyện, và một sư hội có nói là khi mà mình dự tiệc thánh á, một sư hội có chỉ là mình sẽ dự tiệc thánh lúc mà sau khi một sư cầu nguyện, thì nói là mình sẽ dự tiệc thánh, tại cái tiệc thánh này nó khác cái tiệc thánh bình thường mà mình dự ở hội thánh. Khi mà cái người mà được cầu nguyện về cái sự chữa lành á, thì họ cầu nguyện họ dự tiệc thánh á, giống như là họ họ tiếp nhận cái DNA trong huyết của Chúa vô cái giống như là cái huyết của Chúa thấy cái máu của người mình vậy, giống như là mình thay máu vậy, mình nói ngắn gọn là vậy á. Thì mình nhận cái điều đó giống như là mình tiếp nhận cái sự thay đổi mới trong cái con người mình. Thì lúc đó thì em cũng chỉ lấy em lấy đức tin đó mà em cầu nguyện, và em dự phần làm những cái gì như để cái Chúa chia sẻ và chỉ hướng dẫn. Thì lúc đó 2 tuần sau đó thì em đi bác sĩ lại, thì họ mới kêu em siêu âm. 3 tuần sau khi mà em vô bệnh viện, em vô máu, thì cảm ơn Chúa là lúc mà siêu âm á, thường á là mỗi lần mà đi siêu âm á là em cứ 2 tò mò em nhìn lên cái màn hình em coi con là người ta kiếm cái gì rồi có thấy cái gì không này kia. Thì lần này em không có làm gì nữa, thì trước khi mà đi vô siêu âm á thì em mới cầu nguyện trong trong cầu nguyện trong lòng với Chúa là con đi vô thì con sẽ cái kết quả siêu âm này chỉ là để chứng nhận cái việc là con đã được lành rồi, mà em không em cứ công bố thôi, thật sự là em không không biết gì hết. cái
cái xong cái em đi vô thì lúc mà họ siêu âm thì em nhắm mắt em cầu nguyện rồi em cứ thờ phượng trong tâm linh thôi, em không có để ý gì vô cái màn hình hết á. Cái tự nhiên lúc đó thánh linh chú mới nhắc em á là cứ nhắm mắt đi, thờ phượng đi, cầu nguyện đi, tại vì mình mở mắt thuộc linh à, mình mở mắt của mình á thì mình sẽ bị ảnh hưởng, cái mắt thuộc linh của mình sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu mà mình nhắm mắt mình lại á, thì cái mắt thuộc linh của mình sẽ được mở ra. Tại vì Thì Chúa tự nhiên em cứ nằm em thờ phượng em cầu nguyện này kia, cái xong thì 1 tuần sau, 2 tuần sau thì em mới đi bác sĩ để họ rồi họ họ coi lại cái kết quả siêu âm. Thì cảm ơn Chúa khi mà trước khi coi cái kết quả bác sĩ á, thì em có vô cái hồ sơ của em ở trên trên online để em coi á, thì em đọc cái kết quả thì em thấy ngộ á, không thấy cái chẩn đoán của bác sĩ về cái điều đó, em cũng ngạc nhiên. Nhưng mà tại vì nhiều khi mình không biết là cái cách làm việc của họ như thế nào, giống như họ đưa cho mình thì thông tin đơn giản vậy thôi, nhưng mà bác sĩ thì mình sẽ có được, họ sẽ giải thích cho mình rõ ràng hơn. Thì cái ngày mà em đi gặp bác sĩ á, thì em cũng cầu nguyện, em công bố luôn, em nói cái này con bác sĩ là hả, bác sĩ nói là con được làm rồi. Thì em đi vô thì bảo bác sĩ bà coi cái kết quả siêu âm, thì những cái gì bà có là những cái gì mà em coi trên 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 cái hồ sơ online của em. Thì cảm ơn Chúa, bà cũng ngạc nhiên, bà nói ủa sao không thấy gì hết, cái không thấy gì làm sao. Cái bà mới nói là bà không có thấy những cái gì mà chẩn đoán về cái lạc nội mạc tử Tạ cung, ơn mà Chúa. Hallelujah. ngay cả cái mà nó ở cái vị trí hiểm hóc nhất, tại vì nếu mà nằm cái vị trí hiểm hóc nhất mà nó cứ làm em ra máu nhiều như vậy á, thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một á, là họ sẽ cho em uống cái thuốc để mà gọi là gì cân bằng cái nội tiết tố, mà cái đó nó cũng gần như là thuốc thuốc tránh thai. Còn cái option thứ hai á, là cái phương án thứ hai á, là họ sẽ cắt bỏ cái tử cung của em luôn để cho em không có bị ra máu nhiều nữa, thì cái nào em cũng không muốn hết. Thì em có cầu nguyện với Chúa, em nói là Chúa tạo Eva như thế nào thì Chúa cũng tạo con như vậy, cho nên nó hay những cái gì Chúa tạo con ra là đều hoàn hảo, không có bị gì hết. Thì 3 người bác sĩ mà em đã gặp là họ đều đưa cho em cái phương án thứ nhì là em cắt bỏ tử cung. Thì em không có muốn vậy, tại tụi em cũng cầu nguyện Chúa, nếu mà ý Chúa thì tụi em cũng muốn có thêm con. Thì cảm ơn Chúa là trở lại câu câu chuyện đó, thì bà bác sĩ bà rất là ngạc nhiên, bà tưởng là cái người bác sĩ mà đọc cái kết quả siêu âm để gửi cho bà đó là gửi bà thiếu thông tin. Thì bà mới nói là để có gì họ sẽ liên lạc lại với em để họ giống như là confirm lại cái kết quả. Thì hai ngày sau thì cái người bác sĩ chính của em bả liên lạc lại, thì bả mới nói là họ có nói chuyện với cái người mà đọc cái kết quả siêu âm, thì cái ông đó ông chứng nhận là cái kết quả siêu âm nó clear, nó không có những cái dấu hiệu gì hết. Dạ cảm ơn Chúa là không có Cảm bị, ơn Chúa. giống như là Amen. Chúa chữa lành hoàn toàn luôn, là không có dấu vết Amen. gì hết, mà giống như là khỏe mạnh luôn á. Dạ Hallelujah, cảm ơn Chúa. cảm ơn Chúa. Mà cái này không phải là em lời em kể hay là lời em nghe từ bác sĩ mà em thông dịch lại, nó không chính xác đâu, em có kết quả luôn, có gì bữa nào Hallelujah. em sẽ in ra để Amen. em làm chứng cho hội thánh rồi em đưa cho mọi người coi. Bữa nào Cái chụp chụp lên phone đi rồi cái gửi hình á, cái một siêu chiếu lên trên Zoom cho mọi người thấy luôn. dạ thì em thấy là cái quan trọng là cái sự công bố của mình biết cái vị trí của mình ở đâu. Tại khi mà cái bệnh tật mà ma quỷ nó đem tới mình, nó cũng là cái trận chiến thuộc linh đó. Tại vì nó sẽ làm cho cái tâm trí mình và cái đức tin của mình dễ bị nghi ngờ về cái sự thần tính của Chúa lắm. Cho nên em cứ thấy mình cứ công bố mình vững lòng, thì cảm ơn Chúa là Chúa chữa lành cho em, thì em Amen. thấy như vậy. Dạ em cũng cảm ơn sư cho em có cơ hội được làm chứng.
Amen. Cảm ơn Thúy Vi nhiều. Cảm ơn và chúc mừng Thúy Vi. Và đó là những bằng chứng rõ ràng nhất về uy quyền Chúa cho chúng ta để chúng ta nhận lãnh cho mình, mà ngày hôm nay Hội Thánh hình như là quên đi cái uy quyền đó mà bị cái thế lực tối tăm nó cứ đè đầu cưỡi cổ hoài ha. Đó, giống như cái cách mà mục sư Trần Minh Hùng ổng có những cái bài học rất là thực tế, và ổng nói là cứ đưa cái đầu ra nó tát cho một cái, nó đánh nó ký thật là mạnh, nó đè cổ xuống cho thật là sát đất, rồi nó làm cho khổ sở, mà trong khi mình có uy quyền để mình làm cái điều đó với ma quỷ. Đúng không ạ? Cho nên hôm nay cái bài học này rất là bổ ích cho chúng ta, và cảm ơn TV. Cảm ơn cô Diễm đã bổ sung cho bài học bằng những cái thực tế. Những cái kinh nghiệm này là những cái kinh nghiệm không thể nào mà che giấu được hết trơn á. Nó thực tế và nó cần thiết cho bài học của chúng ta. Vâng, không biết là các chị em khác có gì bổ sung không? Cũng trễ rồi, nhưng mà mình cũng nghe thì mình cũng khích lệ. Thôi, bây giờ thì mình để dành đi ha. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi học Kinh Thánh ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe bài học rất là hữu ích, phải không? Thì cứ thầy Vũ, phải không? Amen. Anh em chúng ta ở Việt Nam là cần, rất cần điều này, và chúng ta ở bên Mỹ cũng vậy nữa. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ thì chúng ta, dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây nha. Mình chia tay trong bùi ngùi đi ha, bồi hồi xúc động đi. Rồi bye bye thầy thầy ha. Dạ. Bye bye phòng học Kinh Thánh. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhà chị Hồng Hẹn gặp mọi người ngày mai nhà chị Hồng. Bài học này sẽ ha. được post lại ở trên cái kênh YouTube của chúng ta nha. Mọi người xem lại bài học này. Rồi, bye bye mọi người. Bye bye. Chào chị Thiên Thầy Ân. cứ thầy Vũ với gia đình ân quy Bye bye. Yeah.